Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Buổi sáng ngày hôm nay mình đang có mặt trước nhà chị Hồng Loan và thấy chiếc xe Toyota của chú Năm đang đậu trước nhà quý vị. Thì tối hôm qua chị Hồng Loan vừa ra mắt cái MV Con Nhớ Cha. Cái bài hát đã lấy đi rất nhiều những giọt nước mắt của khán giả gần xa. Và mình nghĩ là sáng hôm nay chị Hồng Loan sẽ lên Hoa Viên để thắp nhang cho ba nha quý vị. Mỗi khi có một cái công việc gì quan trọng thì chị Hồng Loan sẽ đều lên Hoa Viên để như thắp nhang cho ba và cầu xin những cái điều may mắn thuận lợi quý vị. Đó thì sau khi mà xem cái MV của Hồng Loan đi hát trên Hoa Viên và hát ở trong phòng của chú Năm cũng như là trước cái bàn thờ thì mẹ con cô cháu gái cảm thấy khá là tức và bức xúc. Ngay cả vợ chồng của Tý Trâm cũng lên vạch mặt cha người ta làm MV này nọ thì chuyện của họ, còn tụi bay lo xóa mấy cái MV đi, tụi bay xóa mấy cái clip đi, ngay cả con Kim Hô cũng vậy. Nếu mà không xóa mai mốt mà cái bản quyền của chú Năm mà BH đang nắm giữ nó đánh sập kênh của tụi bay luôn đó. Đó, tụi bay coi chừng đó nha. Đó là những cái thông tin rất là nóng và mới ngày hôm nay. Đó thì buổi sáng ngày hôm nay trước nhà chị Hồng Loan trời nắng khá là đẹp luôn quý vị. Bữa nay thì cũng còn khoảng 2 tháng là tới Tết quý vị, rất là nhanh luôn ha. Quý vị thấy không, bầu trời bữa nay rất là xanh luôn. Và mình thấy là chị Loan đang chuẩn bị đồ đạc. À, có khi là chuẩn bị một ít trái cây hay gì đó lên Hoa Vi để thắp nhang cho ba nha. Sau đây xin mời quý vị nghe một cái đoạn ghi âm của một cái chú khán giả cũng rất là ủng hộ Hồng Loan cũng như ủng hộ nhà số 5, sẽ chia sẻ những cái quan điểm ý kiến của mình sau khi xem cái MV mới nhất của chị Hồng Loan nha quý vị. Một cái thông tin rất là vui đó, trên trang YouTube mới đây mới được thành lập, đó là kênh Vũ Linh Family, thì mới vừa đăng tải một cái bài hát của Hồng Loan của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, đó là ca khúc Ba Nhớ Con. Là một cái điều rất là bình thường, ba mất thì con gái nhớ ba là điều rất bình thường quý vị. Qua cái giọng hát của chị Hồng Loan đã lấy đi biết bao nhiêu giọt nước mắt của khán giả gần xa. Thì bài hát này mới ra mắt khoảng 12 tiếng đồng hồ mà gần 200.000 người xem, cũng như là kênh YouTube nó gần đạt 30.000 người đăng ký. Đó, cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn rất đông cô chú bác khán giả vẫn yêu mến và ủng hộ con gái của ông Hoàng. Thì trong cái video clip này cũng có sự tham gia góp ý của chú khán giả. Chú cũng theo dõi câu chuyện này từ đầu rồi. Có thể nói là sau khi mà giải quyết xong cái vụ BH thì bên công ty BH đã có một cái ký kết hợp tác với chị Hồng Loan và sau này sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều tác phẩm âm nhạc để coi như là con gái của ông Hoàng sẽ tiếp tục tri ân khán giả bằng những cái ca khúc mới. Thì chú có chia sẻ điều gì không ạ? À? Cũng là cái bậc tuổi cha mẹ thì thật lòng ra nói thì rất nhiều bài ca ca ngợi về tình, đó là cả phụ tử, tình mẫu tử rồi vân 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 vân, nhưng những cái loài đó được qua Mỹ và Mỹ miều thì chúng ta thấy gần như nó không thật. Còn ở Hồng Loan thì rõ ràng là người con gái mộc mạc đơn sơ với những cái lời lẽ là chân thật mộc mạc mà nó mới thấm đượm vào, nó chạm vào đó là hàng nghìn trái tim của cái người Việt Nam. Từ đó cũng là một cái gì đó là cái truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam mà đâu đó là người ta mượn vào những cái từ ngữ, những hoàn cảnh, những lời lẽ để họ ẩn ý thêm vào trong đó. Còn ở Hồng Loan chỉ mộc mạc là con nhớ ba. Cái từ nó rất là đơn giản nhưng mà thật sự mình nói nghe nó cũng là xúc động. Mình cũng rưng rưng nước mắt là một người con nhớ ba, cái từ quá đơn giản và nó gần như là nó mộc mạc. Thì đó nó mới là cái thật và thật, đó là cái tình thiêng liêng thật. Còn đâu đó chúng ta cũng đã thấy trong hoàn cảnh đó, nào là những đứa con nuôi rồi những là đứa cháu gì đó vân vân rồi vân vân, họ dùng những cái từ ngữ rất là mỹ miều, rất là hay, nhưng đâu đó là sâu lắng lại là họ có cái ẩn ý, đó là lợi dụng vào hoàn cảnh của anh Năm và hoàn cảnh này, đây là đứa con đó là cháu. À, trong hoàn cảnh Hồng Loan mà chúng ta thấy nghe nó rưng rưng lệ là vì là thuở nhỏ Hồng Loan đã mất mẹ, không có mẹ, thì chính anh Năm là người cha cũng là người mẹ, cũng bồng bế, cũng mớm con, dắt con đi thở là ấu thơ. Thì bây giờ là anh Năm nằm xuống thì Hồng Loan mà nói một cái từ đơn giản là con nhớ ba, chỉ biết nói như vậy. Cái từ ba trong này của Hồng Loan tôi nghĩ rằng là nó có nhiều cái mà ý nó
hơn những cái từ như là tình cha là này kia nọ. Tại vì sao như vậy? Thì cái hình ảnh người ba của Hồng Loan trong đó nó có là thấp thoáng người hình ảnh của một người mẹ trong đó, ở câu nói là con nhớ ba, thì thật sự là không gì ngoài hơn, tôi cũng là như bà con cộng đồng mà cũng như anh là xúc động khi là Hồng Loan là gửi gắm cái ý của mình vào trong cái lời ca điệu nhạc để nói lên cái tấm lòng của một đứa con gái thương nhớ cha. Đó là cái truyền thống tốt đẹp và đâu đó trong xã hội tôi cũng mong mỏi là bởi vì cũng ở trong hoàn cảnh nào thì là hình ảnh người cha, hình ảnh người mẹ thì đứa con nào cũng vậy, cũng phải nhớ và trân trọng và kính trọng và thương yêu. Thì mời anh có ý kiến à? Chú có suy nghĩ gì khi mà bên phía mẹ con của cô cháu gái bên phía lũ kền kền nó nói rằng cái con dơn bữa nay mày lại lôi ba của mày ra để mày dùng những giọt nước mắt cá sấu mày câu like câu view thì chú có suy nghĩ gì về những cái phát biểu của một cái lũ mà tụi nó gọi Hồng Loan là con dơn, và chú thấy như thế nào, chú có chia sẻ gì không ạ? Dạ thì thật sự ra mà nói đó thì chúng ta đã thấy cái hình ảnh sao, đó là họ cô cháu gái vẫn có cha, nhưng mà cô cháu gái đối xử với cha họ như sao, như đêm tàn đông lạnh, rồi người cha cũng vậy, đó là gần như là hờ tạm. Mà bây giờ hình ảnh đó thật lòng á, trong tôi và trong chắc có lẽ là trong lòng mọi người cũng biết là cha của cái cô cháu gái đó không biết là ai, anh kia hay là cái anh đó là anh Việt Kiều á, là ở là châu Âu cũng không biết được là cha, nên hình ảnh người cha thật, người cha ruột trong lòng cô cháu gái không có, nên họ là đâu có biết được cái tình thiêng liêng đâu, đúng không ạ? Đó là rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng ở Hồng Loan tôi vẫn ca ngợi cái từ con nhớ ba, là đó là cái hình tình phụ tử nó thiêng liêng, nó cao cả như vậy. Mặc dù Hồng Loan ở trong hoàn cảnh đó là nghèo nàn hay hoàn cảnh đó là sung sướng thì vẫn là con nhớ ba, còn đằng này ở cái cô cháu gái chúng ta thấy so sánh không phải dáng như là cha ảnh là từng cha của cô ấy là từng đó là có vay chục tỷ gì đó mà phải cho cô ấy, thì chắc cô ấy phải cũng là con nhớ tía, con nhớ tới cái gì luôn, rụng rúng luôn chẳng hạn. Nhưng mà đằng này là sao, cô cháu gái ấy không có cái người cha thật, bây giờ cũng không biết nữa. Bây giờ rõ ràng ấy, cộng đồng mạng bây giờ câu hỏi đặt ra là cha của cô cháu gái đó là ai, chúng ta cũng không biết. Tại vì sao, bên kia thì cũng nói rằng là có vài chục tỷ để đó này kia kia nọ, rồi bên này thì là ở với em, rồi bà con ơi đừng ăn hiếp em của tôi, cái em gì sao mà từ ở bên trời Âu đó mà bay về rồi là dẫn dắt cái cô cháu gái đi, trong cái tình hình ảnh người cha trong đó cũng thấy có, rồi bên kia thì người ta cũng tuyên bố đó là con, nhưng họ đến với nhau là có thật sự nghe nó là lạnh nhạt, nó không có là đi đúng cái hợp lẽ luân thường đạo lý của cái tình cha con, nên đó họ không biết được cái thiêng liêng, cái tình thiêng liêng phụ tử, nên họ cười là họ nói mày đem ba mày ra câu like câu view, mà thật sự đó chính họ đã công nhận anh Năm là cha của Hồng Loan rồi, nó nói mày đem ba của mày ra câu like câu view, đúng không ạ? Anh phân tích ra đi, đó là họ đã công nhận Hồng Loan là con ruột của anh Năm, nhưng mà họ vì cái vấn đề là tham lam, vì vấn đề ganh tị ghen, nên là họ quên đi cái sợi dây thiêng liêng đó, và ngay bản thân đời thường thì họ cũng không biết được cái tình cha con như thế nào, nên là họ nói như vậy thì đối với họ là đúng, nhưng đối với người chúng ta, đối với người Việt Nam chúng ta, đối với cái luân thường đạo lý của người Việt Nam thì chúng ta cho rằng đó là một cái loài nó không biết gì gọi là cái tình phụ tử, thật sự là đau lòng quá. Mà thật sự hình thành cái nhân cách của cô cháu gái thì rõ ràng không có người cha, chỉ có một cái người mẹ là cào cấu bằng mọi cách và bán đi cái nhân cách, nhân phẩm của mình để hình thành cái nhân cách cô cháu gái, thành ra cô cháu gái có những cái lời lẽ là xúc xỉm như vậy, thì thôi cũng đành đó là ngậm ngùi, mà mình thương cho họ, thương cho cái đời cô cháu gái là
không biết được cái tình thiêng liêng phụ tử, cái tình cha con, cái tình ba con, cũng không biết gì, chỉ biết là cười vào cái sự là cái sự thiêng liêng của tình cha con người ta. Đó là cái sự đau lòng cho một cái người Việt Nam, cũng trong là nghệ thuật gì đó, từ gia đình nghệ thuật gì đó, nghệ sĩ lớn gì đâu, nhưng mà cuối cùng là lên ra cái tình mà thiêng liêng cao cả nhất, cái gốc của con người là con thương nhớ cha, cha thương nhớ con, mà cô cháu gái cũng không có. Có phải chăng đó là do cái vấn đề hình thành cái nhân cách của mà đứa cháu gái này lớn lên nó vô hậu, nên bây giờ cái kết là cái nhân quả là họ không biết gì về cái tình cha con, thật sự là đau lòng. Và mời anh có ý kiến ạ. Dạ thì vợ chồng Linh Tý Bích Trâm cũng rất là bức xúc khi mà bên phía mẹ con của họ nói là Linh Tý Bích Trâm nói là cha người ta thì người ta có quyền làm MV các kiểu, còn cháu thì cứ mơ làm con đi, tháo hình clip xuống hết đi, mặt dày còn hơn nắp cống. Cô cháu gái này cũng đã từng lên livestream nói rằng cầu của mình một đời là giải nắng dầm mưa, đi kiếm từng đồng từng cắc, mà con vô nó trúng số, nó vô nó lãnh, nó ôm cái tài sản vài chục tỷ, cả trăm tỷ mà nó nói như, giống như là ba của nó vậy. Thực sự khi mà nó mở miệng ra nó không biết ngượng miệng hay sao á. Thì hai mẹ con của nó nói là con vô nếu mà mày có thắng thì mày cũng là hơn trúng số. Thì chú thấy cái phát ngôn này của họ như thế nào? Cái đó là họ đã thầm trong lòng, họ đã công nhận cái quyền hợp pháp của Hồng Loan và công nhận Hồng Loan là đứa con của anh Năm. Nên nhưng mà họ chống càn chống ẩu thôi. Thì nói đi thì cũng nói lại, cũng xoay quanh là vấn đề là tôi đồng ý với cái câu nói của anh chị Linh Tý và Bích Trâm. Nhưng mà rồi đó là cái đời thường, cha của mình thì mình được tôn vinh, mình được thương nhớ, nhưng mà hỡi ơi, ở cái người con cháu gái đâu có biết người cha, đâu có biết cái tình thiêng liêng cha con đâu, để mà chúng ta nói cha của mình phải là yêu thương, hay là mình đó có thể là lan tỏa trên cộng đồng mà cái hình ảnh người cha mình. Thì rõ ràng Linh Tý Bích Trâm nói đúng, nhưng mà nó sai ở trong cái hoàn cảnh cô cháu gái, vì cô cháu gái không biết được cái tình thiêng liêng cha con, tình phụ tử, nên đó là chúng ta phải đành đó là ngậm ngùi mà để gọi là cười cho một kiếp nhân sinh của cô cháu gái đến ngần tuổi ấy không biết được cái giá trị thiêng liêng của cái tình phụ tử. Thì thật sự là mình thấy nực cười, bởi đâu đó là trong xã hội là chảy tẩy chay cái cô cháu gái này trong nghệ thuật là đúng chứ. Đó, anh thấy đúng mà. Một cái người nghệ thuật gì mà không hiểu biết được về cái tình cha con, ở cha người ta thì người ta được quyền là thương nhớ, nhớ thương trên cộng đồng mạng bất kỳ một người dân Việt Nam nào, không riêng gì Hồng Loan. Là tôi và anh và mọi người cũng là đều yêu quý kính trọng cha của mình, cha mẹ của mình. Có chỉ có đặc biệt là cái cô cháu gái này là từ lâu tôi đã nói rồi, hình thành cái nhân cách cho người mẹ sống một cái cuộc đời như thế nào đó, để bây giờ là đứa con cũng không biết đâu là cha, đâu là cái tình thiêng liêng, đúng không ạ? Tại vì rõ ràng anh thấy mà, anh kia thì nói rằng là có vài chục tỷ nhưng không cho cô cháu gái, còn anh này thì thương yêu quá nhưng về núp lùm đó để là rỉa vào trong cái vấn đề là cái sự tan tóc chia ly là của anh Năm ở trên Dương Thế này. Thì rõ ràng anh thấy bây giờ là cái cô cháu gái này là cha cô cháu gái này là ai, là như thế nào, do đó là tội cho cái cô cháu gái này nhiều hơn cách là tôi thương cho cái kiếp nhân sinh gì mà sao đó là cái con này con nọ trong cái muôn loài thì người ta họ cũng biết được đó là cái cha cũng kính cha kính mẹ. Còn đằng này ở cô cháu gái không biết được cái sự thiêng liêng cao cả đó, thì thật sự là mình thấy là mình cũng buồn cho là một người là con gái như vậy, và cũng buồn cho một cái kiếp người hai mẹ con bây giờ không biết gì về được một cái tình thiêng liêng mà đâu đó trong cái xã hội triệu người cả thế giới này cũng đều ở dưới cái tình thiêng liêng cha con mà họ không biết, nên họ mới là cười Hồng Loan là lan tỏa gì hình ảnh của cha mày này kia nọ, nhưng họ đã trong lòng đã khẳng định được là Hồng Loan là con của anh Năm, nên họ mới nói là cha của mày mày đem ra mày câu like câu view qua cái câu nói đó. Thì tôi cũng có cái vài lời góp ý cùng anh và cùng cộng đồng mạng để chúng ta có nhiều cái suy gẫm và xin hết rồi xin chào ạ. Dạ thì sáng hôm nay tụi con cũng đang có mặt trước nhà số 5 và thấy
Hồng Loan cũng đang đi cái chiếc xe Toyota đời cũ của chú Năm đó chú. Thì chắc có lẽ là lên trên Hoa Viên, chứ mỗi lần mà có cái việc quan trọng là thì Loan cũng đều lên thắp nhang cho ba. Hôm trước thì ra tòa thì cũng lên thắp nhang, thì chắc hôm nay cũng lên báo tin vui đó. Thì Hồng Loan khá là bận rộn công việc của mình, nhưng mà có cái việc quan trọng là cũng phải lên thắp nhang cho ba. Đó là một cái điều thật sự rất là trân quý luôn. Cũng xin cảm ơn ý kiến của chú rất là nhiều, và xin chúc chú thật nhiều sức khỏe. Có cái thông tin gì mới thì tiếp tục đóng góp ý kiến trên kênh YouTube của tụi con nha. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ, chào. Dạ, con xin chào chú ạ. À.